Nghệ sĩ Kim Tử Long tặng xe hơi tiền tỷ cho con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Vừa qua trên trang cá nhân của mình, Hồng Loan chia sẻ hình ảnh nhận xe mới. Đây là món quà mà chú Kim Tử Long tặng cho mình. Được biết Kim Tử Long đã nhiều lần ngỏ ý muốn tặng cho Loan một chiếc xe để tiện di chuyển nhưng Loan từ chối. Nhưng lần này không thể từ chối được vì chú Long đã mua và đứng sẵn tên của em. Con gái cố nghệ sĩ không giấu cảm xúc phấn khởi khi nhận về con ngựa chiến mới toanh. Thích nhất mùi xe mới và cảm giác bóc tem. Từ hôm nay, có thêm phương tiện để ship hàng cho mọi người rồi. Được biết dòng xe mà Kim Tử Long tặng Hồng Loan là Kia Carnival 2023, màu nâu với kiểu dáng bên ngoài cực kỳ sang trọng. Dòng xe này có giá dao động từ 1,2 đến 1,5 tỷ, là dòng xe phổ biến các nghệ sĩ hay sử dụng. Rất nhiều nghệ sĩ Việt ưa chuộng dòng xe này vì giá cả phải chăng và tính tiện dụng. Vừa qua, Hồng Loan livestream trên trang cá nhân để bán hàng kiếm thu nhập nuôi con. Cô sắp xếp hàng hóa trong gian phòng ngủ thân quen của ba mình. Vừa bán vừa giao lưu với khán giả, hơn 80.000 người đã vào xem buổi phát trực tiếp, cũng như mua hàng ủng hộ cho con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Lần đầu bán hàng online, Hồng Loan nói chuyện không quá lưu loát mà không ngừng bật cười khi đọc bình luận hài hước của người xem. Sự giản dị chân chất dễ thương của cô càng khiến cộng đồng mạng yêu quý. Trong buổi livestream, con trai của Hồng Loan là bé Bun cũng góp mặt. Cậu bé liên tục thể hiện những biểu cảm tinh nghịch và đáng yêu để giúp mẹ giới thiệu sản phẩm đến mọi người. Kết thúc buổi livestream, Hồng Loan nhắn nhủ đến mọi người: chị nào ủng hộ em có chuyển khoản thì mua bao nhiêu chuyển bấy nhiêu thôi, chứ đừng ghi quyên góp gì nha, em bán hàng thôi. Anh chị ủng hộ em là em cảm ơn lắm rồi. Buổi livestream bất ổn quá mọi người ạ. Có thể thấy Hồng Loan không muốn nhận tiền hỗ trợ từ khán giả mà quyết tâm tự lực cánh sinh, sử dụng đồng tiền bản thân tự kiếm được. Hồng Loan hoàn toàn không lợi dụng tình thương của khán giả và danh tiếng của ba mình để kêu gọi quyên góp nhằm trục lợi riêng cho bản thân. Lời nhắn gửi thật lòng của cô khiến khán giả không khỏi bật cười nhưng cũng xúc động.